Quý Châu xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VTV phát hình lúc 1 giờ 30 trưa ngày thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 2015. Chương trình hôm nay được mở đầu với phần tin AS Today với Kiều Thu và Trọng Đạt. Kế đến là phóng sự giáo dân Việt Nam tham dự Đại hội Thế giới gia đình tại Philadelphia từ 22 đến 27 tháng 9 2015. Và sau cùng là phút âm hàng tuần của giáo sứ Thánh Jose North Carolina. Để bắt đầu chương trình, quý châu kính mời quý vị theo dõi phần tin AAS Today do Kiều Thu và Trọng Đạt thực hiện. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi tiếp tục chương trình nói về trung tâm AAS Today với Trọng Đạt và Kiều Thu. Dạ yeah, kính chào quý vị, chào chị. Là cái chương trình này cũng chưa hết, thành ra mình phải tiếp tục để thưa cho quý vị biết là quý vị cũng đã từng theo dõi chương trình cũng đã biết là năm ngoái AS Today có giúp đỡ về phương diện Obama Care, về khai thuế, về thi quốc tịch vân vân vân. Thì những cái kết quả ra sao và tại sao phải chuyển hướng và 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 thay đổi thứ nhất đó, là nó không tồn tại vĩnh lâu dài nếu mà chỉ có các em đến các em là nói chung là có những mục tiêu riêng mục tiêu về chương trình kỹ năng làm sao để mà thành đạt trong công an việc làm ừ. thứ hai là phải có những cái dự án khác các em phải tiếp tục phát triển chứ không nhất thiết là dự án as today Thì đó ý là... nhưng mà ý đặt nói là thí dụ như thuế nó cũng có mùa thôi chứ không phải dạ. thuế là mình giúp cho đồng hương nguyên năm đúng vậy và, và 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 với lại không phải là mình tạo ra những cái chương trình volunteer giúp cho cộng đồng không cái đó không phải là một mục tiêu chính mục tiêu chính vẫn là làm sao để mà tạo ra cái môi trường qua cái sự giúp đỡ cộng đồng gửi đến một cái chương trình nó có cái sự hoạt động làm việc tin tưởng nhau và có cái sự trao đổi về kiến thức người già người lớn có thành đạt trên nước mỹ thế hệ thứ nhất đã có kinh nghiệm phục vụ cộng đồng có kinh nghiệm về nền văn hóa việt nam để mà gửi đến các em và các em ngược lại cũng có thể làm việc để gửi lại đến các người lớn những kiến thức các em đã học à, qua đây là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba thì đó nó mới tạo ra được một cái biểu tượng của một cái một tập thể để mà thành công trong những cái chương trình mà có thể gọi là khó khăn nang dài hơn và về lâu về dài về lâu về dài ừ. đó là cái mục tiêu chính của một sứ mệnh của dự án as today ừ. còn mình làm chuyện volunteer thì vấn đề dịch vụ thì biết bao nhiêu tổ chức làm rồi ừ. thì cái đó nếu mà làm được thì cũng tốt thôi nhưng mà không phải đạt đúng đạt được chỉ tiêu mà mình đề ra ừ. trong một năm qua thì ngoài Bảo Trân thì có những um, đã có nói đến một số quý vị Huỳnh uh, Tố, giáo sư Đinh Văn Long chị Nguyễn Hà vân vân thì những người này đó um, là thuộc thế hệ một một rưỡi hay sao? Dạ thưa thế hệ là một chứ mà một, một rưỡi uh, 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 <laughs> một rưỡi đó có lẽ là mình nghe Đạt <laughs> rồi có một anh em uh, cũng đến như là À, chị uh, diệu lê chị uh -huh. Lê diệu hoặc là anh uh, uh, những người không phải là người việt nữa mà người 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 hồng kông họ cũng rất quan tâm về cái chương trình này, cái dự án AS today họ thấy được cái ý nghĩa đó họ uh -huh. đến uh -huh. họ muốn giúp thì đó là cũng thuộc đủ ba thành phần đấy đã có nghĩ rằng mình thiếu cái sự quảng bá không cái sự mà ít người tham dự, ít người tới để mà mình thấy cái văn phòng của mình nó nó nó, nó để trống hoặc là cái thì giờ của các em mà nó hơi bị phí đi đó là tại vì mình làm sao mà mình quảng bá cái cái những cái 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 công việc hay những cái chương trình này tới gần gũi đồng bào hơn không? Đạt nghĩ là tại vì mình không Hoàng, quảng hoàn bá đủ đúng, không? Hoàn toàn đúng và ừ. hy vọng là các thí giả đang coi uh, chương trình hôm nay để có thể gọi điện thoại hoặc là tìm hiểu thêm mà biết đâu có những người có thể giúp đỡ được bằng cách này cách nọ ừ. mỗi một bằng tay hoặc là để giúp dạ, để được giúp đỡ nữa dạ được không? giúp đỡ dạ thưa ừ. vâng quảng bá là một sự rất là quan trọng các em vì ngôn ngữ bảo chân vì có học tiếng việt và đã tiếng việt thuần thục qua sự giúp đỡ của thế hệ thứ nhất như cụ nguyễn yến, yến ngọc yến thành ra tạo cho em có một cái sự can đảm tự tin hơn, tự tin và đến gần gũi với thế hệ thứ nhất. Uh -huh. Thứ hai nữa là cái 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 sự quảng bá đó nó đòi hỏi phải cái sự tham dự của những người trong ban điều hành cũng thuộc thế hệ thứ nhất uh -huh. để mà có cái ngôn ngữ, có cái sự tin tưởng của những người trong cái network, trong cái mạng lưới Họ đến với mình và họ thấy đây là Một cái sự mới lạ Chứ không phải là để mà làm việc với Tính chất thiện nguyện không ừ. Tại vì nó có rất nhiều sự chọn lựa Thì ai cũng có thể chọn lựa bất cứ tổ chức nào Để mà làm việc đó Bây giờ thí dụ như bây giờ 29 Tây Là văn phòng chính thức làm việc uh, Thường xuyên từ 6 thứ 7 Chủ nhật Bây giờ nếu mà chị cần giúp đỡ chị có phải gọi để lấy hẹn hay là chị phải kêu ai trước hay là chị chỉ hoặc yeah. là À chị nói rất đúng thì trong suốt uh, hai tháng qua có mỗi một tuần là có sự họp của uh, nhóm điều hợp là giáo sư uh, sao giáo sư Đinh Văn Long uh -huh. với chị Hà cũng như anh uh, anh uh, Quỳnh Tố và Bảo Trân và mình và một số anh em khác thì nó phải tạo ra một cái uh, cái thể thể thức làm việc À, từ ban điều hợp tới ban volunteer rồi cách thức như thế nào thì nói chung á, là hiện tại em Bảo Trân đã tạo ra được một cái website với sự giúp đỡ của A Success và các em khác cái website đó cộng với những cái email nó có cái 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 cái, cái, cái bản tin thông tin để mà kêu gọi mọi người volunteer và có rõ ràng giờ giấc để mà volunteer thì ai có thể gửi cắm một tiếng hai tiếng thứ ừ. sáu thứ bảy chủ nhật à, một tháng một lần một tháng hai lần thì tùy, theo, tùy cái, theo cái khả năng và khả năng khả năng thời gian và của họ giờ thì lúc đó họ đến thì lúc đó mình sẽ có một cái orientation mình sẽ uh, truyền bá lại những cái cách thức làm thế nào để mà giúp đỡ chào đón và hoặc là dạy các em để mà giao tế bằng tiếng việt với đồng hương đến với um, chương trình yesterday yeah. cảm ơn đạt rất ừ. nhiều cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay hẹn yeah. tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới yeah, xin cảm ơn quý vị tục chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị phóng sự giáo dân Việt Nam tham dự Đại hội Thế giới Gia đình tại Philadelphia từ 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 do Bùi Văn Bằng thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Các phóng viên của đài FPTN đã có mặt ngay buổi đầu đại hội thế giới về gia đình tại Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015. Cảm ơn anh Vũ Nhân và Phi Long đã cho tôi một bài học vô cùng quý giá về cái khó bó cái khôn dùng xe đạp trong tình huống khó khăn để sử dụng vào việc di chuyển giáo dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới quy tụ về thành phố Philadelphia tham dự Đại hội Thế giới về gia đình lần thứ 8, đa số ở khách sạn Marriott là nơi ở thuận lợi cho việc tham dự các sinh hoạt, hội thảo cũng như ra khu vực đón và dự thánh lễ đại trào vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015 do Đức Thánh Cha Francisco chủ tế. Tại khách sạn, nhân viên đón tiếp rất niềm nở First of all, let me welcome you all to Philadelphia. Um, your first visit here? Yeah. North Korea. I thought you said North Carolina. You didn't say North Carolina. Oh, North, North, <laughs> yeah. North Korea. Okay. I hope you enjoy your stay here. Anything we can do for you? Um, basically, the people who are coming here, they're very happy to be here. They're very excited to um, be with the Pope and get to see the Pope as close as possible. So, everybody who's here, they're very happy to be here. Đức ông Trịnh Minh Chí, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ, đại diện cho người Việt Nam trong Ban tổ chức cho biết về sự thu xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho các Đức cha, Quý cha Việt Nam ở khắp nơi cũng như Quý sơ và khoảng gần 300 giáo dân từ Việt Nam đến tham dự. Tìm chỗ để chỗ ăn, chỗ ở, nơi cư ngụ rất là và đón rước từ phi trường và đưa đến đây và nhất là cái thánh lễ ngày Việt Nam ngày thứ bảy tới này rất là đặc biệt, rất là công phu nhưng mà chúng ta cần có sự nhẫn nại. Vì cái việc tổ chức nó nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, thứ nhất là vấn đề về ghi danh, rồi đến vấn đề nó chỗ ăn chỗ ở cho quý cho các khán thính cho cho các và tham dự viên, đồng thời lại lo cả các bữa ăn nữa. Thật sự đây là một công việc hết sức khó khăn trong tổng số khoảng khoảng gần 1500 À, người Việt Nam khắp nơi trên thế giới về đây thì à, các thành viên của chương trình thăng tiến luôn đạt một nửa cái số đó. Linh mục Trần Quốc Tuấn chính xứ giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam Atlanta kiêm tổng linh nguyền chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình hướng dẫn giáo dân tham quan thành phố và nơi đức thánh cha cử hành thánh lễ hình ảnh rất là đẹp với ánh đèn với tất cả cái khung cảnh của thành phố còn khi mà chúng ta đi ban ngày thì nó có những cái điểm uh, của ban ngày đó chính như vậy thì ra là tôi uh, khuyến khích là những cái dịp mình có cơ hội tại sao mình không làm uh, còn nếu mà không uh, thì uh, đi chơi xong rồi mà ai cảm thấy guilty đó, thì tối nay về đọc kinh bù <laughs> Tôi rất là vui mừng và cảm động khi nhìn thấy tất cả các gương mặt dù già dù trẻ Ai cũng rạng rỡ, ai cũng hân hoan để đón chào cái ngày đó Linh Mục Trương Minh Thái thuộc giáo phận Quy Nhơn Ước mong rằng cái đạo hội quốc tế gia đình này Nó sẽ giúp cho giáo hội có một cái định hướng nâng đỡ Cho những người đang sống trong đời sống gia đình được hạnh phúc theo ý Chúa Sơ Nguyễn Thị Hồng Thủy, thuộc dòng Đa Minh Bà Rịa Vũng Tàu là tôi thấy mọi người sống chan hòa mà vui vẻ khi gặp nhau là tay bắt mặt mừng nói lên một cái sự là mình sống hòa đồng mọi người bình đẳng với nhau không có phân biệt uh, người giàu người nghèo trong ngày thứ bảy 26 tháng 9 năm 2015 lúc 10 giờ sáng thánh lễ tạ ơn do đức cha Bùi Văn Đọc tổng giám mục giáo phận Sài Gòn chủ tế với sự trụ tọa của đức hồng y Nguyễn Văn Nhơn các giám mục các linh mục đồng tế Chúng tôi được một số giáo dân cho biết. Về cái tâm trạng của những người Việt Việt Nam tại thành phố Philadelphia cảm nghĩ như thế nào về những cái số người Việt Nam tham dự? Thật là hào hứng là bởi vì chúng tôi ở đây cũng lâu rồi mà thì hôm nay coi như là đại lễ của Việt Nam. Thật là các bạn trẻ mà không có cơ hội tham dự cho uh, cái đại hội này, đặc biệt là những người mà đang sống trong gia đình, Hãy hiệp thông với tất cả mọi người gia đình thế giới trong dịp cuối tuần mà Đức Thánh Cha sẽ hiện diện với các gia đình để củng cố lại cái niềm tin và củng cố lại cái gia đình đặc biệt là cái văn hóa Việt Nam trong cái môi trường sống trên đất khách quê người này. Cha cảm nhận như thế nào người công giáo Việt Nam tại hải ngoại? mặc dù ta, tôi chẳng có chuyên gia tí nào về gia đình cả tôi chỉ lo cho trẻ con mà thôi nhưng mà đúng là mấy hôm nay là vui nghe mấy bài thuyết trình rất là hay và thấy cái bầu khí của toàn thế giới về cái ngày này à, tôi sẽ đem những điều tai nghe mắt thấy trong cái đại hội này để về kể cho người thân của chúng tôi tại việt nam và xin chân thành cảm ơn Linh Mục Nguyễn Anh Tuấn, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình và đặc trách Mục vụ Gia đình Giáo phận Sài Gòn nhận xét về giáo dân Việt Nam hải ngoại. Đồng bào công giáo ở hải ngoại hết sức là dấn thân và có đức tin thật là sâu sắc. Bằng chứng là cái sự tham gia với số lượng rất là lớn và những chia sẻ tôi thấy cũng sâu sắc và qua đó cho thấy sự trưởng thành của đức tin của, của anh chị em ở công giáo ở hải ngoại. Và... và qua đó con cũng muốn có một gửi lời để xin gửi đến là thứ nhất con cảm ơn Hội đồng Giám mục của Việt Nam à, và Đức ông Trịnh Minh Chí là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo của Hoa Kỳ đã cho chúng con được cộng tác trong cái việc kêu gọi đóng góp của chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình trong việc kêu gọi và ghi danh cũng như là tổ chức đưa tất cả thành viên của chương trình, tất cả các sông nguyện tham dự cái đại hội này người việt nam hân hoan reo hò vỗ tay trong hạnh phúc khi được công bố trong thánh lễ bài đọc hai một lời đáp ca và ca đoàn tổng hợp phụ trách hát nhập lễ và đức lễ bằng tiếng việt chúng tôi được người giáo dân việt nam cho biết cảm nghĩ đời người chắc gì đã có được đại hội như thế này người việt từ trong nước ở rải rác khắp nơi được hiện diện trong hôm nay vô cùng vinh dự và đáng quý vô cùng tôi bồi văn bản tường trình cho đài fptn và xin hẹn gặp lại quý khán giả vào các kỳ tới. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Worth, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để trở lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Hủ tiếu mì la cây chợ lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60. Này xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì la cây chợ lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài Tào Hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa, đặc biệt trà chân châu, tào hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044 điện thoại số 703 534 1202, 703 534 1202. ANG Auto nhóm thợ người Việt có bằng ASE Certified, có trên 20 năm kinh nghiệm tận tâm phục vụ, nơi trang bị máy móc hiện đại, định giá miễn phí và hiện đang bớt 20% tiền labor. Tùy trường hợp, ANZ Care nhận certify các xe không pass inspection, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, Chủ nhật xin lấy hẹn. ANZ Care tọa lạc tại 8440 Lee Highway, Fairfax, Virginia 22031. Cách Aden Center 14 phút lái xe, điện thoại số 703 573 3000 hay 571 228 0381. Bảo đảm quý khách sẽ hài lòng khi đến với ANZ Care. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Tiếp theo chương trình Quý Châu kính mời quý vị theo dõi chương trình Phúc Âm hàng tuần do giáo sứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phê Rô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo sứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc Âm tuần này thuộc lại việc những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, ông mô xê đã truyền cho các ngươi thế nào? Họ thưa, ông mô xê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà mô xê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Chúa Giêsu về điểm đó và người bảo các ông: Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta vừa lắng nghe việc những người biệt phái đến hỏi Chúa Giêsu về vấn đề ly dị. Họ đã biết luật mô xê cho phép họ ly dị, bởi vì sách đệ nhị luật đã ghi rất rõ. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, nhưng sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà những người biệt phái này đến chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề lý dị không phải là để tìm hiểu về ý nghĩa của hôn nhân hay là tìm hiểu về luật Chúa. Họ muốn Chúa Giêsu trả lời có được phép ly dị hay không là để họ có lý do mà bác bẻ. Nếu Chúa trả lời được phép ly dị thì có nghĩa là Chúa Giêsu đã đồng ý với cách sống của họ và từ đó Chúa Giêsu sẽ không còn uy tín để giảng dạy nữa. Còn nếu Chúa Giêsu trả lời không được phép ly dị thì họ kết tội Chúa Giêsu không giữ luật mô -xê. Bởi vì sách đệ nhị luật có cho phép Hơn nữa Những người biệt phái này biết rằng Vào thời điểm đó Nếu ai dám lên tiếng phê bình Hoặc chống lại chuyện ly dị Thì người đó coi chừng Bị vua hê chém đầu Bằng chứng rõ ràng nhất Là Thánh Doan Tẩy Giả Ngài đã lên tiếng phản đối chuyện ly dị và tái hôn của chị dâu vua Herode. Thánh Doan Tẩy Giả đã phản đối việc vua Herode cưới chị dâu trong lúc anh mình còn sống và đã bị Herode chém đầu. Vì thế nếu Chúa Giêsu lên tiếng phản đối thì rất dễ dàng bị vua Herode chém đầu. Chúa Giêsu đã biết đó là cái bẫy của những người biệt phái, nhưng Chúa vẫn trả lời một cách rất thẳng thắn và rất cụ thể. Chúa nói, sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Và Chúa đã chỉ cho họ thấy giáo huấn của Thiên Chúa đã dạy ngay trong kinh thánh của họ. Từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng hôn nhân gia đình với ý nghĩa tốt đẹp để vợ chồng giúp cho nhau hoàn hảo và nên thánh. Hôn nhân là một mái trường dạy cho con người học biết yêu thương và chung xây hạnh phúc. Hôn nhân là để cho vợ chồng luôn có nhau khi phải đối diện với những khó khăn trong đời. Sở dĩ trong luật mô xê đã cho phép ly dị là tại vì con người đã đặt ra luật đó, chứ không phải luật của Thiên Chúa. Những người biệt phái chỉ lo tập trung vào vấn đề ly dị để gài bẫy hại Chúa Giêsu, chứ họ không chịu nhắc tới ý nghĩa tốt đẹp của hôn nhân gia đình và họ không chịu đề cao hạnh phúc hôn nhân gia đình. Cho nên Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ trở về với ý nghĩa của hôn nhân mà Thiên Chúa đã tạo dựng thuở ban đầu. Bởi vì khi mỗi người hiểu và sống đúng với ý nghĩa của hôn nhân, thì chúng ta sẽ không phải đối diện với vấn đề ly dị. Khi chúng ta biết cùng nhau chung xây hạnh phúc hôn nhân, thì hôn nhân sẽ tiến tới hạnh phúc, chứ không phải ly dị. Khi chúng ta biết học yêu thương và tiến bộ trên đường nhân đức, thì hôn nhân của chúng ta sẽ thăng tiến và hạnh phúc hơn nữa Chứ không phải ly dị Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của hôn nhân Thì chúng ta biết trân quý và gìn giữ những gì mình đang có Chứ không để nó vụt mất Cách đây không lâu Tôi có dịp mừng kỷ niệm 25 năm hôn phối Cho một đôi vợ chồng người Mỹ Tên là Anthony và Catherine Sau thánh lễ, trong lúc dùng cơm trưa Tôi có dịp hỏi anh Anthony rằng sau 25 năm sống trong đời sống hôn nhân Anh đã nghiệm ra được điều gì? Anh Anthony trả lời rằng Thưa cha, con đã nghiệm ra được điều này Hôn nhân là một thầy dạy rất tuyệt vời Hôn nhân đã dạy cho con biết trung thành Biết đón nhận, biết tự chủ Biết rộng lượng, biết tha thứ Và hơn hết hôn nhân đã dạy cho con biết yêu thương như thế nào khi nghe anh Anthony chia sẻ những lời này, Tôi thầm nghĩ trong lòng Hôn nhân của anh và chị Catherine quả thật là hạnh phúc Bởi vì anh đã hiểu và sống đúng với ý nghĩa hôn nhân mà Thiên Chúa đã tạo dựng thuở ban đầu Sách Sáng Thế có ghi lại rằng Khi Thiên Chúa tạo dựng ông A Dông Chúa nói đàn ông ở một mình không tốt Ta hãy tạo dựng cho nó một người bạn đời Và Chúa đã tạo dựng người phụ nữ đầu tiên Đó là bà Eva Ý định của Thiên Chúa từ thuở ban đầu là tạo dựng hôn nhân để vợ chồng luôn sống có nhau biết bổ khuyết cho nhau và giúp cho nhau trở nên hoàn hảo hơn hôn nhân là một mái trường và là một thầy dạy cho vợ chồng biết yêu thương nhau như thiên chúa đã yêu thương đáng lẽ mỗi cặp hôn nhân đều phải ghi nhớ và sống những ý nghĩa tuyệt vời này của hôn nhân nhưng đáng tiếc một số người đã dẫm theo bước chân của những người biệt phái ngày xưa là tập trung vào những điều tiêu cực và ích kỷ để rồi làm đổ vỡ hôn nhân của mình. Khi những người biệt phái đến hỏi Chúa Giêsu về vấn đề lý dị, Chúa đã hướng dẫn họ trở về với ý nghĩa thuở ban đầu của hôn nhân. Chúa Giêsu đã dạy cho những người biệt phái ngày xưa và chúng ta ngày nay một phương cách để canh tân và làm thăng tiến hôn nhân rất tuyệt vời. Đó là hãy nhớ lại thuở ban đầu. Hãy trở về với những điều tốt lành, ý nghĩa và tích cực, chứ đừng tập trung vào những điều tiêu cực xấu xa mà làm tan vỡ hôn nhân của mình. Một khuynh hướng khá phổ biến là khi vợ chồng có va chạm và giận nhau, thì người này cứ tập trung vào những điều xấu về người kia. Có bà thì ngồi kể chuyện xấu về ông chồng của mình cả tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện. Có ông thì nói xấu vợ đến mức mà tôi phải lên tiếng nhắc nhở rằng đó là vợ của anh. Hôn nhân là một mái trường và là thầy dạy cho vợ chồng biết yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương. Có nghĩa là biết rộng lượng tha thứ và bỏ qua. Hôn nhân là một thầy dạy cho vợ chồng học biết đón nhận và cải tiến bản thân mình. Ví dụ như trường hợp của anh Anthony, anh đã biết học cải tiến bản thân. Hôn nhân đã dạy cho anh biết trung thành, biết đón nhận, biết tự chủ, biết rộng lượng, biết tha thứ và hơn hết hôn nhân đã dạy cho anh biết yêu thương giống như Chúa Giêsu đã yêu thương. Trong hôn nhân, nếu chúng ta chỉ lo tập trung vào những điều tiêu cực thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những điều tiêu cực và làm đổ vỡ hôn nhân của mình. Tôi còn nhớ tiến sĩ tâm lý Dr. Crane có kể một câu chuyện như thế này. Có một bà nọ vô cùng giận dữ, nét mặt đầy nỗi căm thù người chồng của mình. Bà đến văn phòng của ông tiến sĩ Crane với hy vọng là ông có thể giúp cho bà bỏ được chồng của bà. Và trước khi bỏ chồng, bà muốn làm cho chồng mình phải đau khổ gấp trăm lần bà mới hạ giật. Tiến sĩ Crane suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có một kế hoạch này, đó là bà cứ về nhà làm mọi việc giống như là bà thật sự yêu thương chồng của bà. Chẳng hạn như bà hãy bày tỏ lòng cảm kích đối với chồng bà. Thay vì chê bai, thì bà hãy khen chồng về những điều tốt mà ông ấy làm bà hãy đối xử tử tế với ông ấy dùng những lời dịu dàng mỗi khi nói chuyện với ông ta bà cứ chăm lo cho ông ấy giống như bà thật sự yêu thương ông ấy vậy sau một thời gian ông ấy tưởng bà thật sự yêu thương ông ấy lúc đó bà hãy cho ông ta biết là bà muốn ly dị như vậy ông sẽ đau khổ không thể tưởng tượng được vì đang muốn trả thù cho nên bà vợ cảm thấy cách này chí lý. Bà về nhà đã làm theo những điều tiến sĩ Cren đề nghị. Hai tháng trôi qua, bà đã cố sức để đối xử tử tế với chồng, quan tâm và chăm sóc cho chồng, nói năng thì dịu dàng hơn, lắng nghe và chia sẻ với chồng. Sau hai tháng, tiến sĩ Cren không thấy bà ấy trở lại, cho nên ông đã gọi cho bà và hỏi bà có muốn ly dị chồng nữa không? Bà ấy trả lời rằng, Tôi không muốn ly dị bởi vì tôi thật sự rất thương chồng của tôi. Có lẽ bà vợ này đã không ngờ rằng một cách rất khéo léo, tiến sĩ Green đã hướng dẫn bà trở về với tình yêu thuở ban đầu của hai vợ chồng. Khi bà biết sống một cách hài hòa và bày tỏ lòng yêu thương đối với chồng thì cả hai cùng đón nhận được hạnh phúc. Khi hai vợ chồng cùng chung xây hạnh phúc thì hạnh phúc được vững chắc khi hai vợ chồng cùng nuôi dưỡng tình yêu Thì tình yêu sẽ lớn mạnh Khi hai vợ chồng học biết trung thành Biết đón nhận Biết tự chủ Biết rộng lượng Biết tha thứ Và hơn hết là biết yêu thương nhau Thì ly dị sẽ không bao giờ có mặt trong hôn nhân Trình phúc âm hàng tuần từ giáo sứ Thánh Du Xe Đến đây đã kết thúc Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và hợp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày, điện thoại số 703 534 4525. Kobe House Một nhà hàng được khen ngợi sang trọng và sạch sẽ nhất vùng Thức ăn 100% không dùng bột ngọt, khung cảnh rộng rãi và rất thích hợp cho những hẹn hò công việc riêng tư Sân khấu cùng với dàn âm thanh chuyên nghiệp Có hát cho nhau nghe mỗi tối thứ sáu từ 8h30 đến 12h30 sáng của B&Y Mở cửa 9h sáng đến 9h tối 7 ngày một tuần Kobe House bên trong Eden Center số điện thoại là 571 2823662 Ngụy Vũ và gia đình hân hạnh đón tiếp quý vị. Beauty Device Salon, Salon Skin Care, Hair Facial Nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng Deepon và thẩm mỹ viện Ngọc Minh, uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt, có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam, nhóm thợ của tiệm Diễm Trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703 241 8022 hay 703 237 3999. Ngọc Minh kính mời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới